Xin chào anh chị nha, thì tầm tài chính của anh chị chưa tới 5 đồng tìm một chiếc xe nhập mà 7 chỗ để gia đình thì tham khảo thử mẫu Suzuki XL7 này nha. Xe một chỗ từ đầu, sản xuất 2021, lăn bánh thì 46.000 cây. Mời anh chị đi một vòng nội thất ở bên trong này. Bếp đang để với giá bán là 479 bao rút hồ sơ gốc rồi. Xe đây thì ô đô chuẩn là 46.000, đã lên được cho mình là bộ ghế da, cam hành trình, bộ lót sàn. Đó, bọc vô lăng cũng đầy đủ hết cho mình rồi. Dán phim cách nhiệt luôn nha anh chị, xe nào anh chủ cũng có bảo dưỡng hãng đầy đủ nè. Về phần hàng ghế phía sau thì cũng có phần điều hòa, cổng sạc điện thoại. Phía sau thì cũng có cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết rồi. Đó, ở đây là còn một cái bộ bọc nè, nhưng mà tụi em sẽ để bên ngoài nha. Anh chị nào có nhu cầu thì mình cứ gắn vô sử dụng thôi. Xe thì gốc Pleiku Gia Lai nè, máy xăng 1.5 nên cũng khá là tiết kiệm nè. Nó khoảng là 6,39 kết hợp 7,9 trong đô thị và 5,4 ngoài đô thị anh chị nha. Mâm lốp thì vẫn còn khá là tương đối cho mình thôi. Đó, thường những cái phần này anh chị đi thời gian về thì mình cũng sẽ thay lại, rồi còn những bảo dưỡng phần sau à. Máy móc bên em thì luôn đảm bảo cho anh chị bằng một cái văn bản cam kết đi kèm là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc chưa đại tu và odo km chuẩn nha. Thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới cái mẫu xe Suzuki XL7 này thì đừng quên số hotline của EV nha, 0928 325 679, và đừng quên 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku Gia Lai, một địa chỉ quen thuộc của bên em nha.